Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Team Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng để cập nhật những thông tin nhanh và nóng trong ngày. Một sự việc đau lòng xảy ra cách đây mấy ngày, đó là sự việc về một cô giáo đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ cho các trẻ mầm non. Và kết quả là 3 trẻ bị bỏng nặng. 3 trẻ mầm non đang học kỹ năng phòng chống cháy nổ thì bị lửa cồn trong mâm giáo cụ tạt vào người, bị bỏng phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc kia xảy ra vào khoảng gần 4 giờ chiều ngày 9 tháng 8 tại nhóm trẻ trường mầm non tư thục Tuổi Thơ đóng tại địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Theo như những thông tin đăng tải ban đầu, thì vào thời điểm nói trên thì trường mầm non Tuổi Thơ này do chị Nguyễn Thị Khoát sinh năm 1990, trú tại xã Duy Minh đăng ký làm chủ, đang tổ chức cho khoảng 25 trẻ theo học tại đây về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Cái này thì cũng khá là bất ngờ vì không biết là cỡ tuổi của trẻ mầm non là đã được học kỹ năng phòng chống cháy nổ rồi. Cách mà cô giáo sử dụng đạo cụ để thực nghiệm mới đáng sợ hơn. Cô giáo đổ cồn vào một cái mâm, rồi châm lửa đốt và bắt đầu thực nghiệm cho các em xem. Nhưng mà đáng sợ một chỗ nữa đó là các em học sinh xếp xung quanh rất gần vị trí cái mâm đang cháy. Và chỉ cần một cơn gió lùa qua cửa sổ thôi cũng đã hắt cái mâm lửa này vào các em học sinh đứng gần đó. Ông Vũ Minh Đông, trưởng công an xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi sự việc xảy ra thì nhà trường đã không báo cáo lên trên Ủy ban Nhân dân xã. Qua nắm bắt tình hình thì công an ghi nhận trong vụ việc có 3 em bị bỏng nặng nhất. Trong đó một em 3 tuổi, một em 4 tuổi và một em 5 tuổi. Phía cơ quan điều tra tổng hợp công an huyện Duy Tiên đã cử cán bộ xuống làm việc để điều tra rõ sự việc. Ông Đông cũng cho biết thêm là qua thông tin phía công an viên đã nắm bắt thì thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng gần 4 giờ chiều. Nhóm trẻ tư thục Tuổi Thơ có 2 lớp gồm lớp nhỏ tuổi các cháu từ 1 đến 2 tuổi rưỡi. Nhóm lớn hơn là các cháu từ 3 đến 5 tuổi. Lớp trẻ tư thục này mới được cấp phép khoảng 3 tháng. Khi dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ, tất cả 25 trẻ ở cả 2 lớp đều được tham gia. Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Quang Tuyến, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Duy Tiên cho biết, khi nhận được tin báo thì chúng tôi đã đến lớp trẻ này tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Hình ảnh trích xuất camera cho thấy đây là một tai nạn rất đáng tiếc. Khi cô giáo dùng cồn đổ vào một cái mâm rồi châm lửa đốt dạy trẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ, không may gió từ cửa sổ thổi cồn đang cháy vào 3 đứa bé. Lúc này có 2 cô đang trong lớp đã dùng khăn ướt sẵn để trùm lên người các cháu rồi đưa đi viện cấp cứu. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi nhập viện cấp cứu có một cháu bị bỏng diện tích rộng, 2 cháu thì nhẹ hơn. Phía nhà trường xin bệnh viện chuyển các cháu lên bệnh viện 103 để điều trị tốt hơn. Hiện tại thì vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Nếu yêu thích thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía dưới. Bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhắn tin vào đây để chúng ta xem thêm những video khác. Quý vị và các bạn nếu chưa đăng ký nhắn tin thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.